Anh chị có muốn sở hữu một chậu cây độc đáo như thế này không ạ? Đó là một chậu cây được phối kết theo cùng một tông màu vàng cho người hợp mệnh kim, hay là một chậu cây mang ý nghĩa phong thủy giữ tiền rất là tốt, hoặc là một chậu cây được vòng phối kết theo tông sạch tông từ hai loại cây có lá cẩm thạch như thế này. Hay là anh chị đã có rất là nhiều ý tưởng để trồng phối kết cây cho mình nhưng mà chưa biết trồng thế nào thì hãy cùng xem hết video ngay sau đây nhé. Xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem video ngày hôm nay. Thì sau hai đợt diễn ra chương trình sáng tạo viết cây nội thất cùng Sài Gòn Hoa đã nhận được sự quan tâm ủng hộ và đã tạo ra được nhiều mẫu chậu cây sáng tạo như thế này. Và để tiếp nối sự ủng hộ đó thì hôm nay Sài Gòn Hoa xin gửi đến chương trình sáng tạo viết cây nội thất cùng Sài Gòn Hoa đợt 3. Và chương trình được bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Với giá cực kỳ ưu đãi chỉ 289.000, anh chị sẽ nhận được một combo chậu cây sáng tạo như thế này. Một combo chậu phối kết sẽ bao gồm một cây lớn, một cây nhỏ và trồng vào một chậu sứ lồng 3. Thì trong danh sách khuyến mãi đợt này, cây lớn sẽ bao gồm cây bạch mã hoàng tử, cây hoàng kim, cây ngăn hậu, cây bạch mã cẩm thạch hay là cây lưỡi hổ. Và để chọn những loại cây phối kết cho chậu cây của mình thì anh chị có thể chọn cây chầu bà xanh, chầu bà vàng, chầu bà cẩm thạch, lan chi hay là cao cảnh xanh. Hoặc là nếu anh chị nào mình muốn trồng phối kết thêm những loại cây như thế này thì giá sẽ được cộng thêm vào giá niêm yết trên website saigonhoa.com. Việc của anh chị thì mình chỉ cần chọn cây và đưa cho vườn, vườn sẽ trồng phối kết và tạo ra những mẫu chậu cây đẹp mắt nhất cho anh chị. Với mỗi chậu cây trồng phối kết như thế này, anh chị sẽ được tặng kèm thêm một hướng dẫn chăm sóc cây. Và đặc biệt, khi mua 3 chậu cây phối kết, anh chị sẽ được tặng kèm thêm một chậu cây lưỡi hổ để bàn. Anh chị hãy tham gia chương trình ngay để nhận ưu đãi, thỏa sức sáng tạo và mang về cho mình những chậu cây phối kết đẹp mắt sang trọng như thế này nhé. Hy vọng anh chị sẽ nhận được những chậu cây đẹp sáng tạo theo ý muốn của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong các video lần sau.